Trường Sơn lại tiếp tục là một video về đám cưới của đồng bào người Dao Tuyển. Và hôm nay thì Sơn đang đứng cạnh với chú rể. Đây là nhà gái. Nhà gái thì hôm nay thì bên nhà trai sang ngày đón dâu. Và bây giờ thì Sơn đang rất là vinh dự được đứng cùng với chú rể Tinh. Đúng không? Em Tinh. Vâng. Tinh thì sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 202 đấy ạ. 202 và vợ là sinh năm bao nhiêu? 204 à? Thế là buổi sáng ngày hôm nay thì mình sang ăn cỗ và đón dâu bên này về. Bên nhà trai mình thì mai mới tổ chức đúng không? Vâng. Thế là hai bạn đã có em bé chưa? Có rồi. Có em bé rồi đúng không? Đấy là một cái phong tục, mình cứ gọi nó là cái phong tục mà người Dao Tuyển thì hay thường như vậy đúng không? Vâng. Thường là hay có em bé trước thì sau mới cưới đúng không? Không, đấy cũng không hẳn anh ạ. Cũng không hẳn là như thế, nhưng mà thường là rất là nhiều cặp đôi anh thấy là như thế đúng không? Vâng. Rồi, thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em là được tràn hòa hạnh phúc. Và con gái đầu hay con trai đầu? Con gái đấy ạ. Thế rồi, chúc mừng như hai vợ chồng em nhé. Và trong quá trình hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc đám cưới của bạn Tinh. Con trai tên là Tinh nhưng mà nghe nó cũng đáng yêu sao chứ nhỉ. Rồi, ok, chúc mừng em. Rồi. Và đây Sơn thấy là cô dâu đang đặt trang điểm ở trong này rồi. Đây, cô dâu đây mọi người này. Ai, xinh chưa, xinh chưa. Cái này chắc là mới trang điểm đúng không cô dâu? Vâng. Còn lâu nữa không thì xong. Chắc còn phải khá khá đấy nhỉ. Ít phải 20 phút. Thường em chờ tầm đấy. Đấy. Còn cả mặc đồ là tầm 40 phút. Em căng rồi đấy. Một thời gian khá là lâu đúng không? Một cái đặc biệt của người dân tộc Dao Tuyển thì khi trang điểm là có cái bộ tóc này, mọi người quan sát kỹ. Thấy bộ tóc thì tên rất là đẹp luôn. Đó. Thế ngoài những cái bộ tóc ra thì còn rất là nhiều những cái trang trí phụ để đi kèm cho cô dâu cũng như là các phù dâu hay là những người đón khách ấy. Thì trên một cái bộ trang phục của người Dao Tuyển này thì có rất là nhiều chi tiết. Đấy, mới trang điểm như thế này thôi, chưa có đầy đủ các phụ kiện đi kèm mà cô dâu đã xinh như thế này rồi. Thì khi mà đã hoàn thiện lên rồi ấy, thì phải nói là hết ý về thơ luôn đấy mọi người. Rồi lướt qua một chút như này nhé. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển đến bên ngoài để quay về các món ẩm thực trong đám cưới một chút nhé. Đây bây giờ sẽ đưa mọi người đi tham quan các món ẩm thực ở trong đám cỗ ngày hôm nay. Chào các bác nhé. Có món gà quay này, trông khá là hấp dẫn. Ôi, ngon đấy bác nhỉ. Đây mọi người xem này, vẫn là gà đồi gà bản đấy nhá. Gà bản ngon luôn đấy. Gà này quay nên trông vàng ươm này. Cái này mà để mà chấm với chẩm chéo này là rất là hấp dẫn này nhá. Đấy. Quay này về bờ cao hẳn cân nha luôn. Cái quay này, cái quay này, hắn lấy này, cái chập này. Này, bên kia thì có thêm cả món tôm các thứ nữa. Đấy, mọi người xem những con gà trên bản. Tất cả những con gà này thì gần như nuôi bộ hết, chứ không có nuôi công nghiệp. Cho nên là trông khá là ngon và ăn cũng khá ngon luôn. Các bác thì bảo là đây là tôm của nhà nuôi này, thì lát nữa ra quay ao. Nhưng mà chắc không phải đâu á. Tôm thì tất nhiên là tôm nuôi rồi, nhưng mà chắc không phải nuôi ở ao kia đâu. Đây là một món tôm chiên khá là ngon, khá là hấp dẫn. Đấy, nhìn cái món nào cũng vàng vàng này, ngon quá các bác ạ. Mọi người ai mà thôi bây giờ mọi người đang sắp cỗ thì thử đi. Mọi người đang sắp cỗ đó, lát nữa ăn cỗ thì mới thử được. Đấy, tôm thì rất là ngon. Mẹ cô dâu thì cũng đang được trang điểm này, đang được chị mách cho một chút để lát nữa còn ra đón khách chứ nhá. Đấy, cũng khá là đẹp rồi. Mẹ với cả con gái này nhìn trẻ như nhau rồi đấy. Nhìn như hai chị em ạ nhỉ. Đấy, nhìn này ai bảo là có con gái lớn thế kia rồi đâu. Bà ngoại rồi đấy nhở, lên bà ngoại rồi đúng không? Hôm nọ đi chụp ảnh thấy có cháu ấy mình. Đấy, bây giờ chúng ta lại tiếp tục được ngắm cô dâu này. Đang đến những cái công đoạn trang điểm cuối cùng. Gần như là xong rồi đấy. Rất là cầu kỳ nhá. Cái này nó không hề đơn giản một chút nào.
Trang điểm những cái này thì phải những người phải phải biết làm mới được đúng không hả chị? Đúng rồi. Chứ không phải là ai cũng làm được nhỉ? Đấy, đẹp chưa? Nhìn đội khăn lên rồi. Nhìn móng mà cảnh. Những cái dây dây này thì nó gọi gọi nó là cái gì hả chị? Tơ vậy. Dây này là tơ đấy. Tơ. Cái này mình cũng làm thủ công hết đúng không? Đúng, cái này mình tự làm hết. Tự làm thủ công hết. Rất là cầu kỳ nhỉ? Khá là cầu kỳ luôn. Đấy. Chồng xinh hơn bao nhiêu? À, lại phải khâu lại như thế à? Chốt. Phải kiểu khâu chốt nó lại đúng không? Vâng. Để khi đi lại thì tránh bị xê dạch nhỉ? Đúng. Quá tuyệt vời luôn. Như này là xong hết chưa chị hay là còn công đoạn gì nữa không? Xong rồi. Nên xong hết rồi đúng không? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người quan sát thấy chưa? Những cái đấy còn vòng tay nữa này. Đấy vẫn lại phải đeo cả cái dây bạc cái nữa. À. Những cái dây này thì là bắt buộc là phải phải có đúng không chị? Bởi vì là như ở trong cái dây này thì nó có đầy đủ tất cả những cái kiểu như là vật dụng hay là những cái nó tượng trưng cho như là những cái đồ dùng để đi làm nương làm rẫy các thứ đấy đúng không chị? Em thấy có cả đây cả dao cả các thứ này. Đấy, những cái đồ này là đồ tượng trưng. Cái này là bạc thật chứ? Bạc thật. Bạc thật mà. Ờ, em thấy lặng lắm, đúng là bạc thật rồi. Đặc đấy, cái này đánh. Đúng rồi. Đánh đặc hết luôn. Cái kiềng này có đặc không? À, dạ. Nặng lắm. Như nhau. Cái kiềng này cũng là đánh đặc luôn này, nặng lắm. Thế này mà làm hai cái kiềng vàng mà nó nặng như thế này nhỉ, nó đặc như này nhỉ. Rất là đẹp rồi nhá. Rất là tuyệt vời rồi. Đấy, bây giờ thì cô dâu đã được trang điểm xong hết rồi. Bây giờ thì sẽ cho ra đứng ngoài cổng để chụp một vài những tấm hình để làm kỷ niệm nhá. Cô dâu đi ra cổng để chụp mấy kiểu ảnh nhá. Đấy, tuyệt vời chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đi ra nào. Đấy. Quá là xinh luôn. Bây giờ thì các cô gái tiếp khách thì cũng đang review cho nhau những tấm hình đang đấy, đứng vào đi, ôi trời, đứng vào đi, có gì mà phải ngại. Đây là bà, không phải phù dâu. Đây chẳng là phù dâu thì là gì nhỉ? Đấy, cô gái phù dâu rồi, rất là đẹp. Ôi nhìn trang trí nên cũng kiểu như là cô dâu luôn đấy nhỉ? Vâng, giống như cô dâu luôn. Trang phục thì gần như giống nhau nhỉ? Giống nhau hết mà. À. Đấy, cô gái phù dâu. Đó là thế nên nó là phù dâu hay sao? Thế là phù dâu chính là chị à? Hay là ai đấy? Phù dâu chính cả. À, còn đây là hai cô phù dâu phụ đúng không? Vâng. Này, chào chị phù dâu chính nhá. Đấy, thế là chị đã phải hát đối đáp gì chưa? Em chưa, lần này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên làm phù dâu chính và một cái nhiệm vụ rất là cao cả đúng không? Là phải hát đối đáp với họ nhà trai. Đúng rồi. Nhưng mà từ lúc nhà trai sang thì mình đã phải hát chút nào chưa chị? Chưa. Chưa. Thế là lát nữa cỗ cái thứ xong thì bắt đầu mình mới hát để tiếp nhà trai nhỉ? Đúng rồi. Chương trình hát thì chắc đến tối luôn chứ? Đến 6 giờ xong là à 6 giờ chiều á? Đúng rồi. Hát đến 6 giờ chiều, sau đó là mình lại đưa cô dâu về nhà trai. Về nhà trai. Xong xuống dưới đấy lại hát tiếp. Đúng rồi, hát hát xong là về đấy nghỉ ngơi các thứ xong đợi mai. Có nghĩa là mình phải gần như là phải hát hết tối nay luôn đấy đúng không? Thì vẫn được nghỉ ngơi một chút. Vâng. Đấy cũng khá là vất vả đấy nhỉ. Nhiệm vụ khá là cao cả luôn mà lại là lần đầu tiên được đi làm phù dâu nữa nhỉ. Rồi em cảm ơn chị nhá. Anh à, nhưng mà hỏi một chút, chị gái là năm nay bao tuổi rồi đấy?
96 ạ. À 96 anh chứng tỏ vẫn còn trẻ lắm nhỉ. Đấy. Cô một cô phù dâu chính sinh năm 96. Thế là bạn phù dâu này là cũng xong hết rồi đúng không? Cười lên xem nào. Sinh thế này cơ mà. Đi này lên. Đây chị chắc là mẹ của em phù dâu à? Đấy. Hai mẹ con trông. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gonna do it.